Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh thông tin công ty Điện Bắc. Trước mặt các bạn đã thấy ở đây mình đang có hai sản phẩm, đó là động cơ điện chân đế và động cơ điện mặt bích. Đây cũng chính là chủ đề chính của video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để có thể xác định nguyên nhân cũng như là tình trạng nóng của động cơ điện. Nóng động cơ điện ở đây là gì? Đó là cái nhiệt độ khi hoạt động của động cơ nó bất thường so với cái nhiệt độ tiêu chuẩn. Mình ví dụ động cơ thường nó tiêu chuẩn nhiệt độ khoảng dao động từ 40 tới 50 độ C, đó là nhiệt độ hoạt động bình thường. Tuy nhiên là khi các bạn sử dụng động cơ nó quá lên, ví dụ lên 60 hoặc là 70 độ C so với cái tiêu chuẩn của nó thì đó gọi là nóng. Còn một số động cơ các bạn sẽ thấy nó chịu nhiệt lên tới là 200 độ C thì cái nhiệt độ khi hoạt động nó 100 độ thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy là cách các bạn xác định động cơ nóng nóng như thế nào và nóng so với hơn định mức hay nó đang ở mức độ bình thường. Thì các bạn phải xác định được cái động cơ các bạn mua nó áp dụng tiêu chuẩn cách điện nó là bao nhiêu độ thì chúng ta sẽ biết được là động cơ đó nó có quá nhiệt hay không. Và để xác định được cái nguyên nhân nóng lên của động cơ cũng như là sinh nhiệt của động cơ thì mình sẽ chia ra làm hai dạng động cơ, đó là đầu tiên động cơ mới và thứ hai đó là động cơ điện đã qua sử dụng. Đầu tiên về động cơ điện mới thì mình sẽ có các nguyên nhân sau đây dẫn đến cái việc động cơ nóng hơn so với bình thường. Đầu tiên đó là khi các bạn chọn động cơ, cái động cơ các bạn mua về nó chạy quá tải so với cái tải của các bạn đề ra. Ví dụ khi động cơ chạy nhưng mà công suất của nó theo tính toán là 2 ngựa, nhưng mà tuy nhiên các bạn chỉ sử dụng động cơ 1 ngựa thôi thì khi này động cơ sẽ không đủ tải cho cái tải các bạn. Khi đó động cơ sẽ phải hoạt động trong cái việc hoàn cảnh đó là nó chạy quá tải so với định mức, khi đó sẽ nóng lên. Và để có thể xác định được rằng động cơ nó có quá tải so với định mức không thì chúng ta rất đơn giản thôi, đó là một là chúng ta áp dụng vào cái bảng tra moment của động cơ, hai là trong quá trình chạy các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị đo như này để chúng ta xác định được động cơ có quá ampe định mức không. Ví dụ động cơ điện 1 HP ở đây, khi chạy điện 3 pha 380V thì điện áp định mức của nó cao nhất là 1.88 ampe, mà khi các bạn sử dụng ở đây chúng ta đo được trên cái đồng hồ vạn năng này nó lên tới trên 1.88 hoặc là 1.88 thì lúc này chúng ta có thể xác định được động cơ này đang chạy quá tải, quá định mức cho phép của động cơ. Thì khi này chúng ta sẽ làm như nào? Trong trường hợp này chúng ta sẽ bắt buộc phải thay động cơ khác. Nếu các bạn tiếp tục chạy nó có thể dẫn đến cháy động cơ hoặc là hư hỏng động cơ và bắt buộc chúng ta sẽ phải thay con động cơ khác. Nguyên nhân thứ hai ở đây đó là phần môi trường hoạt động. Với một số môi trường hoạt động bình thường tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không nói, nhưng mà với một số hoạt động trong cái môi trường ví dụ hầm lò hoặc là một số môi trường về nhiên liệu đốt thì cái phần nhiệt độ môi trường nó đã lên tới 60 hoặc 70 độ C rồi mà chúng ta sử dụng cái động cơ bình thường, lúc này thì chắc chắn cái động cơ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ bên ngoài làm cho động cơ nóng lên. Với trường hợp này thì chúng ta có cách giải quyết, đó là một số động cơ nó sẽ có cái tiêu chuẩn chịu nhiệt cao hơn lên tới 200 độ C thì trường hợp này chúng ta có thể sử dụng cái động cơ có cấp độ chịu nhiệt cao hơn so với cái môi trường đang sử dụng, như vậy thì động cơ nó sẽ chạy bền hơn và tốt hơn cho các bạn. Tiếp theo, động cơ khi mà chạy các bạn sẽ dừng ngắt liên tục thì lúc này cũng có thể gây lên hiện tượng nóng động cơ các bạn. Như các bạn đã biết thì khi mà động cơ khởi động thì cái dòng ampe của nó rất là cao, lên tới gấp 2 hoặc gấp 3 lần định mức, mà các bạn chạy đi cái động cơ của các bạn hoạt động dừng ngắt liên tục thì các bạn sẽ thấy cái ampe nó tăng lên và nó tụt xuống liên tục. Khi đó cái cuộn dây bên trong nó sẽ nóng lên và dần dần nếu như mà động cơ hoạt động liên tục như vậy thì có thể dẫn đến cháy động cơ hoặc hỏng động cơ. Với trường hợp này thì mình có một ý kiến cho các bạn có thể sử dụng cái động cơ tọc que, đó là động cơ dừng ngắt liên tục để cho phù hợp với ứng dụng các bạn. Các bạn dừng ngắt liên tục thì cái động cơ nó vẫn đảm bảo tiêu chuẩn. Còn nếu các bạn sử dụng động cơ thường thì với một số ứng dụng thì nó sẽ dễ hỏng động cơ hoặc là trong nó chạy không được bền. Đấy là cách có thể các bạn có thể áp dụng. Tiếp theo nữa đó là với các động cơ mà các bạn sử dụng biến tần, các bạn chỉnh tần số quá cao hoặc
các bạn chỉnh tần số quá thấp. Ví dụ thường các thường động cơ điện ở đây chúng ta ở Việt Nam nó sẽ là định mức thông thường nó là khoảng 50 hẹc hoặc 60 hẹc. Tuy nhiên với một số ứng dụng các bạn chạy từ 50 hẹc mà các bạn chỉnh về 20 hẹc hoặc là 10 hẹc thì khi đó cái phần cánh quạt của nó sẽ không đủ nắm mát cho cái động cơ. Thì khi đó động cơ nó cũng sẽ nóng lên. Với trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng một số động cơ có gắn liền quạt rời. Ở đây thì các bạn hình dung là khi chúng ta chỉnh tốc độ về thấp thì cái phần quạt của nó là chạy điện áp riêng. Khi đó nó sẽ vẫn đảm bảo được vấn đề là quạt nó vẫn quay 1.400 hoặc là 3.000, nó vẫn đủ nằm mát cho phần động cơ. Đấy là các bạn có thể sử dụng cái động cơ có tốc độ có cái phần quạt rời. Trường hợp thứ hai khi các bạn chỉnh tần số lên quá cao, ví dụ động cơ này các động cơ thường thường nó định mức khoảng 50 tới 60 hẹc nhưng các bạn chỉnh lên 100 hẹc. Khi này như vậy thì động cơ nó cũng có thể gây nóng cũng như là có thể gây cháy động cơ trong quá trình hoạt động. Với cái trường hợp các bạn sử dụng tần số cao như thế thì mình có lời khuyên cho bạn, các bạn có thể sử dụng các động cơ tốc độ cao hơn. Như động cơ thì sẽ có động cơ hai cực là khoảng 2.900 đến 3.000 vòng hoặc là động cơ bốn cực khoảng 1.400 đến 1.500 vòng, thì các bạn có thể chọn cái động cơ phù hợp để tránh mình phải chỉnh cái tần số cao lên làm cho động cơ nóng và chạy không bền. Tiếp theo nữa, một nguyên nhân cũng khá là phổ biến đó là cái nguồn cấp của các bạn nó không đủ điện áp cho cái phần động cơ. Ví dụ động cơ chạy 3 pha 380 tuy nhiên là cái nguồn cấp của bạn không ổn định. Lúc thì nó là 380V và lúc thì nó chỉ có đạt 300V, thì khi đó động cơ nó sẽ không đủ cái điện áp để sử dụng cũng như là đủ cái ampe để chạy so với cái động cơ tiêu chuẩn của nó. Thì như vậy cũng có thể một nguyên nhân làm cho nóng động cơ. Với cái trường hợp này thì chúng ta có thể kiểm tra cái nguồn để cho nó ổn định hơn. Hai, các bạn có thể sử dụng cái biến tần để chúng ta có một cái nguồn cấp nó ổn định hơn so với cái nguồn sẵn của các bạn. Tiếp theo nữa đó là phần vị trí đặt động cơ. Ở đây thì nó sẽ liên quan đến cái phần thiết kế các bạn. Ví dụ như là một con động cơ mà các bạn đặt ở trong một cái khoang nó quá hẹp, nó không đủ cái lượng gió để nó thể làm mát động cơ cũng như là cái phần nhiệt của động cơ nó không để thoát được ra ngoài, thì cái này cũng làm ảnh hưởng đến nóng động cơ. Ví dụ cái động cơ đang chạy như là các bạn đặt một cái hộp nó rất là kín vào đây thì cái động cơ nó sẽ không thể làm mát được và khi đó nó sẽ gây nên nóng động cơ và có thể dẫn đến cháy động cơ. Với trường hợp này thì mình có thể khuyên cho các bạn có thể là dùng cái hộp nó khoan lỗ rộng ra hoặc là tạo cho cái động cơ một cái môi trường nó rộng hơn để động cơ có thể hoạt động trơn tru cũng như là cái luồng hơi làm mát của nó được trao đổi liên tục giúp cho động cơ hoạt động ổn định hơn. Tiếp theo nữa, một nguyên nhân mà các bạn sẽ không để ý đó là phần chụp cánh quạt này. Như các bạn sẽ thấy động cơ nó có phần hút gió để làm cánh quạt để làm mát cho động cơ. Tuy nhiên một số ứng dụng các bạn không để ý, các bạn lắp nó kín cái phần hút gió như thế này thì các bạn sẽ thấy được cái gió để làm mát cho động cơ nó sẽ không vào được và không làm mát động cơ. Thì các bạn lưu ý là cái phần nắp sau của động cơ luôn luôn phải có được cái khoảng không gian nhất định để cái cánh quạt của nó có đủ cái không gian lấy không khí để làm mát cho phần động cơ. Vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn một số cái nguyên nhân để gây ra nóng động cơ. Các bạn có thể tham khảo nhiều hơn cái đường link bên dưới, mình đã để những cái nguyên nhân chính dẫn nóng động cơ. Mọi chi tiết về sản phẩm động cơ điện các bạn có thể truy cập website đạinhkimbac.com hoặc liên hệ ngay hotline công ty Bắc để được hỗ trợ một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem nhiều hơn những chia sẻ từ bên mình. Xin cảm ơn các bạn.